Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Kinsato sẽ giới thiệu cho mọi người một công trình nhà vườn mái Nhật do chúng tôi thiết kế cho anh Lập tại xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thì mời mọi người cùng chúng tôi theo dõi bộ bản vẽ thiết kế này cũng như là sản phẩm thực tế sau khi thi công xong để mọi người có thể so sánh về cái giữa thiết kế và cái thực tế. Cái thứ hai là mọi người có thể tham khảo về các cái chi tiết trang trí hoặc là nhiều cái ý tưởng cho công trình nhà mình trong cái thời gian sắp tới nhé. Thì hãy theo dõi video, đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thêm rất nhiều các video chia sẻ về các mẫu nhà trên khắp 63 tỉnh thành. Và công trình này có chiều rộng mặt tiền là 12m và chiều sâu là 10m mọi người nhé. 120m² sử dụng, khoảng tầm 150m² giọt danh cho công trình. Công năng sử dụng bên trong nhà bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, một phòng bếp cộng ăn và một khu vệ sinh mọi người ạ. Thì trước tiên mời mọi người cùng ngắm toàn bộ cái phần khuôn viên của công trình nhà vườn mái Nhật này. Có diện tích sân cũng tương đối là lớn và toàn bộ được lát gạch nền, gạch sân vườn. Cái thứ hai là có một cổng để đi ra phần ngõ với kích thước cũng tương đối là hợp lý so với công trình này. Bên cạnh đó sử dụng cái cánh cổng nhôm đúc đó, rất là nhẹ nhàng nhưng phù hợp. Và trong đây là phía công trình mà mọi người có thể tham khảo nhé. Công trình này thì chiều rộng mặt tiền đã giới thiệu cho mọi người với chiều rộng là 12m đấy. Thì ở chia làm 3 phần chính, chúng ta sẽ chia làm 3 phần chính mà mọi người tham khảo. Phần giữa đi, phần nổi bật nhất của công trình đó chính là phần giữa. Phần giữa này là sảnh chính. Đó, sảnh chính để bước vào khu vực phòng khách. Chúng ta bước lên 3 bậc của công trình nhà vườn. Hai bên thì có hai cái cột dạng vuông. Đó, hai cột vuông rất đẹp, chân được sơn giả đá mọi người nhé. Chân được sơn giả đá rất vững chãi. Và phía bên trên thì chúng ta kết hợp được các kiến trúc sư kết hợp phào chỉ nổi. Cái thứ hai là mọi người có thể nhìn thấy cái phần trang trí ở trên sảnh này được bo tròn, đó, bo tròn, cong mềm mại và tôi thấy rất là đẹp. Cái thứ hai là mọi người có thể nhìn thấy là bước vào phần sảnh thì chúng ta có cái chiều sâu của sảnh từ cái bậc cuối cùng này vào phía bên trong là 1,5m để chúng ta có thể là mở cửa rất là rộng nhá, mở cửa rất là thoải mái luôn. Và cái bộ cửa này muốn giới thiệu cho mọi người là bộ cửa toàn bộ bằng gỗ lim Nam Phi. Đấy. Và bộ cửa này thì có cửa là cửa 4 cánh này, hai cánh ô phích hai bên này, ở giữa là cánh chính giữa. Và xung quanh toàn bộ là cái xung quanh này là dùng bê tông, đó, bê tông và sơn giả gỗ. Mọi người nhìn đấy, nó chúng ta nhìn từ xa thì chúng ta không thể phân biệt được đâu là gỗ, đâu là bê tông mọi người nhé. Đấy, toàn bộ khuôn bao dùng bê tông giả gỗ, tiết kiệm được chi phí cho chủ nhà và nó cũng rất là hợp với cái phong cách trang trí của công trình này. Cái thứ hai là mọi người tham khảo bộ cửa gỗ lim Nam Phi này. Rất là dày. Đó, rất là dày. Dày đến trên 5 phân. Đó. Và toàn bộ là được đục chạm bản lề, dùng bản lề thủy lực. Đó. Đó nhá, thủy lực rất là mở, rất là đầm tay và nhìn rất là sang trọng. Đấy, mọi người tham khảo bộ cửa này cho công trình nhà mình. Đó, đấy là cái phần sảnh chính. Và chúng ta sẽ có sảnh bên hông này. Sảnh phía bên tay trái từ trong nhà nhìn ra đó. Thì ở đây là một cái không gian chung, đó, không gian chung của phòng khách có cửa sổ trang trí ra phía bên ngoài để lấy sáng vào khu vực không gian chung. Phía bên ngoài thì được trang trí một cây vạn tuế rất là đẹp. Và bên này là một cây nhỏ trồng cỏ Nhật xung quanh. Đó, cỏ Nhật, nhà mái Nhật. Và ở phía bên hông này, từ phía bên phải thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Cửa sổ phòng ngủ mọi người nhé. Phía bên cạnh cũng được trang trí như vậy. Và phía góc này mọi người có thể nhìn thấy phía góc cột này
Đó, cũng cột cũng đắp lồi ra phía bên ngoài luôn. Nó thể hiện sự bề thế, sự vững chãi của công trình mái Nhật. Có hệ thống đèn chạy xung quanh vào buổi tối rất là sáng nhé mọi người. Còn đây là khu vực phía bên hông. Toàn bộ phía bên hông thì cũng được trang trí những cửa sổ lấy sáng cho các phòng ở bên trong. Bên cạnh đó thì chân của từ cốt sân đến cốt 00 của nền nhà thì được ốp những cái viên gạch thẻ. Và có những cái phần phân giữa phần sân và phần cốt 00 và phần bạo cửa sổ luôn mọi người. Có một cái cửa phụ đây, mọi người đi ra khu vực sân phụ này. Cửa phụ này là cửa phụ vào khu vực phía bếp mọi người nhé. Đó, cũng chính là cửa thoát hiểm cho công trình nhà mái Nhật. Và một điều đặc biệt thì mọi người nhìn công trình mái Nhật này thì được đua ra phía bên ngoài. Đó thì về cái mặt bằng đua thì với kích thước như vậy thì chúng tôi đua từ tim ra phía bên ngoài là 60 phân. Từ tim trục ra phía bên ngoài là 60 phân. Còn tính đến phần ngói nó rơi vào trên 70 phân. Cái thứ hai là mọi người có thể nhìn thấy công trình mái Nhật này rất là đẹp, bởi vì có thêm trang trí một phần lấy sáng lấy gió vào khu vực mái phía bên trong để tạo không khí đối lưu, để làm mát cho công trình nhà mái Nhật nhé. Nhiều người là sợ nóng nên là chúng ta sẽ làm những cái đấy thì nó rất là đẹp. Nó vừa trang trí cho mái Nhật chúng ta đỡ nhàm chán, và cái thứ hai là cũng mang lại nhiều cái ưu điểm mà khi chúng ta sử dụng nó. Thì đấy là toàn bộ phần mặt tiền của công trình. Thì mời mọi người vào phía bên trong để xem công năng chúng tôi sắp xếp cho chủ nhà như thế nào, và các cái cách sắp xếp đồ đạc của gia chủ cùng với các kiến trúc sư nhé. Không gian đầu tiên đó chính là không gian phòng khách kết hợp với phòng thờ, phòng khách riêng, phòng thờ riêng. Và đây là khu vực phòng khách hình chữ L. Đó, phòng khách này có tổng diện tích là 39m², hình chữ L bởi vì chúng ta có một sảnh tiếp đón vào chính giữa khu vực phòng thờ ở đây. Đó, và phía bên này là phía bên tiếp khách. Đó, thì ở đây thì gia chủ có phía bên tiếp khách ở đây thì nó giống như là một phòng riêng á. Phòng tiếp khách này chiều rộng là 3m4, chiều sâu là 3m3. Đó, 3m4 này, sau này 3m3. Kê được kệ tivi này, kê được sập này, có cửa sổ lấy sáng phía đằng trước, lấy sáng ở phía cửa chính vào, và có trang trí một bức tranh âm tường. Đó, sau rồi, toàn bộ khuôn gỗ rất là đẹp. Mọi người có thể tham khảo cái phòng khách này. Được toàn bộ được lát nền bằng gạch giả gỗ. Đó, bằng gạch giả gỗ rất đẹp. Ở đây thì chúng ta đã được trang trí bởi cái hệ thống trần. Trần này thì chúng ta chia làm hai phần riêng biệt. Một phần sảnh tiếp đón này, trần thạch cao kết hợp với phào chỉ PU/PS. Phía bên trong hình chữ L là trần cũng thạch cao nhưng mà kết hợp với mâm và quạt trần, đèn chùm luôn. Đó, thì rất là hay nhé cho khu vực phòng khách này. Và cái không gian thứ hai đó chính là không gian phòng thờ. Mọi người nhìn thấy cái phòng thờ này thì được chúng tôi cùng với chủ nhà trao đổi và chia sẻ về cái không gian phòng thờ thì nó sẽ cao hơn so với không gian của phòng khách 5 phân. Đó, tâm linh mọi người nhá, phong thủy. Cái thứ hai là trước khi bước vào phòng thờ này thì mọi người nhìn thấy một cái khuôn bao bằng gỗ. Đấy, rất là sang trọng, hình vòm đó để ngăn cách giữa phòng khách và phòng thờ, phân biệt đâu là phòng nào luôn mọi người. Và phòng thờ đây thì một phòng thờ với kích cỡ nhỏ dành cho gia đình, tổng diện tích là 6m2 mọi người nhé. Chiều rộng ở đây là 3m08, chiều rộng là 3m08, và kê được một chiếc bàn thờ này, một chiếc bàn cơm. Đó, phía bên trên thì dùng trần giả gỗ, đó rất là đẹp. Thì mọi người có thể tham khảo cái phòng thờ dành cho gia đình với phần nhỏ như này. Cái thứ hai thì không gian ở phía bên phải thì trong nhà nhìn ra chúng ta sẽ bố trí được một phòng ngủ đầu tiên với cửa gỗ lim Nam Phi, toàn bộ cửa gỗ. Phòng ngủ này có diện tích là 13,5m², có hai cửa sổ lấy sáng. Phòng ngủ thứ hai là một phòng ngủ với diện tích tương tự như vậy, là 13,5m² luôn. Đó, cũng trang trí tương tự như vậy nhưng phòng này chỉ có một cửa sổ lấy sáng thôi. Và không gian cuối cùng thì chúng ta có một cái không gian phòng bếp, đó có cửa tách biệt luôn để ngăn mùi bay ra khu vực phòng khách này cũng như là khu vực phòng thờ. Đây là khu vực không gian phòng bếp này, với tổng diện tích ở trong phòng bếp này là 14m². Đấy, trang trí tủ bếp dạng thẳng, toàn bộ được ốp gạch 30-60, có một cửa thoát hiểm, cửa ra sân ướt ở phía bên ngoài này mà các bạn có thể nhìn thấy ở phần phía ngoài. Đó. Và ở khu vực phía bên trái, trong đây là một phòng ngủ có vệ sinh khép kín với diện tích sử dụng của phòng ngủ là 13,5m². Đó, nhà vệ sinh, hai nhà vệ sinh nằm giáp với nhau luôn. Đó, một phòng vệ sinh cho phòng khép kín và một vệ sinh chung của công trình. Đó, phòng vệ sinh chung này thì với diện tích là 3,9m², phòng vệ sinh khép kín cũng 3,9m². Thì vừa rồi là cái cách
bố trí cũng như là sắp xếp các vị trí theo tuổi, theo hướng và theo công năng sử dụng cho nhà anh Lập tại Thuận Thành Bắc Ninh. Đó, thì kê đồ đạc luôn. Thì khi mà mọi người tìm đến những công ty thiết kế và thi công thì chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế cho mọi người những cái công trình đặt nhà như nào trên khuôn viên, sắp xếp các phòng như nào cho nó hợp lý với vừa về cách sử dụng này, vừa về phong thủy này và vừa về kê đồ đạc cơ bản luôn. Cũng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thiết kế rất nhiều về cái trang trí mẫu mã bên ngoài, từ cái màu sắc đến cái hệ mái, và tư vấn về cái chi phí xây dựng như thế nào cho mọi người. Thì nếu mà ai quan tâm mẫu nhà vườn mái Nhật với diện tích sử dụng là 120m² và diện tích giọt danh đến 150m², công năng sử dụng bao gồm một phòng khách kết hợp với một phòng thờ, một phòng bếp cộng ăn, 3 phòng ngủ, trong đó một phòng ngủ có vệ sinh khép kín và một vệ sinh chung, thì mọi người hoàn toàn có thể tham khảo cái mẫu này để rút ra nhiều kinh nghiệm và nhiều cái ý tưởng cho cái công trình sắp tới của bạn. Hoặc nếu các bạn cần những kiến trúc sư có kinh nghiệm lâu năm và đã trải qua rất nhiều công trình rồi, tư vấn cho các bạn, làm cho các bạn những cái công trình mà nó theo ý tưởng riêng của mình, theo phong cách của mình, thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới nhé. Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ mọi người một bộ bản vẽ cũng như là cùng đồng hành các bạn trong quá trình xây dựng. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video chia sẻ lần sau của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Xin chào và hẹn gặp lại.